Em Vũ ơi, xin chào toàn thể công chúng anh chị trở lại màn ảnh của tụi em. Lên hôm nay lên một chiếc lấy giấy kìa, lấy giấy trong bị trong cái ngăn ở trong luôn á, chính giữa. Một chiếc xe RS Gate xanh 2008. Xe máy móc nguyên zin, cái máy là hồi đó giờ trong đời em bán xe 3 năm nay chưa gặp cái máy nào mà như máy này. Nó là từ xưa giờ luôn, bán xe 3 năm rồi mà chưa gặp cái máy nào mà như cái máy này mà nó chắc ha. Lấy cái đầu cắt cái này ra mày. Keo này mình lấy tay đâu được. Cái viết được rồi. Nó, cái máy nó chắc không đối thủ luôn. Im du. Chút bịch bô cho bà con coi. Rồi cái mâm này á là bánh mâm GS, bánh mâm mâm đẹp luôn mà nó dính ba cái ấy tùm lum chân không có rửa ra nè. Mâm nó dính ba cái xi măng. Giấy xe đây nè bà con ha. Hải Phòng. Ủa Vĩnh Phúc à. Số đẹp luôn, 9099 luôn trời. GS Gate xanh. GSV. Đây giấy tờ mua bán đàng hoàng ha, có cửa hàng xuất hóa đơn bán cho đàng hoàng luôn, giấy tờ đầy đủ cửa hàng xuất hóa đơn đây. Rồi giấy xe đây. Đó, ok. Xe tình trạng máy móc nguyên zin, bao đâm. Bao khói cho bà con luôn. Giấy xe giấy tờ hợp lại, nhưng mình phải che lại máy này để YouTube nó quét kênh mình chết kênh. Đó. Đó, giấy tờ hợp lại cho bà con. Cái máy là từ xưa giờ làm chưa thấy cái máy nào nè, như máy này luôn á. Để bịch bô cho bà con nghe tiếng máy ha. Đó, bịch bô xong rồi đó. Bịch trái nó đau lắm. Nè, bịch bô rồi ha. Nè, cái máy nó không có nghe tiếng động gì luôn nha. Không kêu cam, không kêu cọ, không xè bánh xe lòng, không xè xích cam gì đó. Máy rung mình. Máy êm như xe điện vậy đó. Thì chúng ta buông ra nghe cái bôn mà. Buông ra nghe tiếng bô, bô là bô lô à, bô tăng quà. Bán hôm nay bán nhanh gọn lẹ cho bà con. Gặp mâm này giờ cho bà con lên neo kim nha. Nếu mà xe mình neo kim mà thắng đồng và muốn lên đĩa thì mua này vô. Hoặc là xe đĩa mà muốn lên mâm thì mua này vô. Còn chúng ta có thể mua tay dầu, heo dầu với cặp mâm này lên xe full channel thắng đồng. Hoặc là mua cặp mâm lên full channel thắng đĩa đặng lên mâm. Đó. Thì RS Gaston nó xài chung với full channel á. Cái dàn ốc tán của nó cũng vậy luôn. Dàn ốc của nó cũng xài chung full channel luôn nha. Cái đĩa cũng vậy luôn, phuộc trước cũng vậy luôn, cũng xài trong full channel luôn. Đúng rồi. Cặp phuộc trước là còn green luôn, nhúng mềm luôn. Đó, bán 500. Lấy cái sổ này điền cái giá tiền mình bán vô kìa, quay lên. Rồi trở lại lấy cái điện thoại đi em Đẳng ơi. Trở lại vấn đề bà con ơi. Báo giá cho bà con ha. Em bán lẻ luôn. Quay em báo giá trước đi rồi chút quay đầu sau. Thì xe nói chung là xe đẹp, máy dữ. Nắp xăng bán 70. Nắp xăng bán 70. Áo này 400. Rồi chút xíu báo ha. Mâm 2.9 triệu. Mâm là có má đùm luôn nha. Mâm vỏ ruột luôn, vỏ ruột má đùm luôn. Mâm 2.9 triệu giờ cho bà con gắn neo. Cục máy 5.7 triệu. Cục máy với bình xăng với cái boe không có dính gì cho nha. Không có dính dầu đạp, không dính gắt chân gì cho nha. Gác chân nhôm ngoài sau á, cặp gác chân nhôm đó là 250. Rồi cái bô lô, bô tăng quà, bô mới thay, nổ hay. Thông. Bô này 200. Cái bình xăng lớn không có nắp xăng nha, 250. Ghi đông công tăng 200, phuộc trước 450. Phuộc sau 300. Ổ khóa 150. Yên với cái thùng nguyên là 250. Cái cản sau 100.000. Combo heo dầu 1 triệu. Cái sườn 500. Cái đồng hồ đang hoạt động bình thường 250. Đầu đèn với nhan, đầu đèn pha với nhan là 150. Đuôi đèn lái 150. Kính hậu, hai kính này kính mới 50.000.
cái gấp 350, cái cặt tê 250. Cái đĩa với 4 con ốc đĩa 300. Gắt chân ngang mọc tầng 250, cần số vò đạp 120. Thì em quay trước, ưu tiên anh nào chọn trước thì lần nữa sẽ gã món ra gỡ. Tình trạng áo thì trên xe đang lành đang chạy nhưng mà áo bị đứt đua rồi. Heo dầu đẹp nha. Heo dầu này về gắn neo kim là lẫm lúa như phuộc này nè. Mua phuộc này, mua đĩa nè, mua heo dầu này trên dưới như cặp mâm về gắn chiếc neo kim thắng đùm lên đĩa lên mâm chạy. Nhưng mà cái mâm này nó dính đất dính nấy này chưa có gỡ nữa nè. Nó dính bả xi măng. Mâm dính bả xi măng nè. Báo đời không rồi. Đó, heo dầu đẹp, cái đĩa có sọc nha. Cái đĩa này với 4 góc đĩa 300 về gắn neo chơi còn ăn bình thường, chạy ăn bình thường. Mâm còn cứng cáp. Mâm cứng cáp ngay thẳng không cong vẹo. Chạy chóc rin nè, chưa có giảm giá cho còn nguyên hẹn. Máy thật chắc luôn. Cái thùng đầu nghề nè, với cái yên nè, cái yên người ta lợp là rất là đẹp luôn, mướp mềm mậm luôn, đó. Mướp này không biết gin lâu nhưng mà hiện tại cái yên đang xài sử dụng bình thường, không gắt, yên 200 ngữ, yên với cái thùng bán chung. Cái yên này bấm là già cái 6 rồi, sau cái 6 xịn nha. Cái 6 lô không phải cái 6 thiệt nha. 200 ngữ. Cái đồng hồ là hiện giờ nè, cái bên xăng nè lên bình thường, km lên bình thường, không có nhảy, không có man luôn. Vẫn còn lên bình thường, cái đồng hồ. Đó, đi đông công tăng ngay thẳng chạy buông tay được, xe đầm lắm. Hôm qua chạy buông tay về luôn. Em chạy về em test rồi đâu có. Mâm dính tầm lông ba cái xi măng này làm sao để chạy. Láng vậy. Không ngại cây cối luôn, vỏ sao dày, vỏ sao trước sao dày ha. Phuộc này còn nhúng nhảy bình thường. Phuộc sao nhúng nhảy bình thường, tình trạng không thấy xì, phuộc green. KBHA, phuộc green. Sao chạy đây rồi. Cái bô này bô lô nha, bô tăng quà, bô lô nhưng mà còn mới, bô mới thay đẹp lắm. Bô này cái tiếng nghe giống nghe móc quá, giống móc quá không biết sao. Máy thật chắc luôn, máy này em bán 5.7 bán rẻ rồi, đầu nòi nguyên green, rẻ máy và bình xăng. Mà cái máy thiệt là như xe điện đó trời. Mâm này sao nó dính ba cái đất, ba cái này không biết xử lý sao đây. Bộ ốc này còn xanh luôn nên em về mua bộ ốc này về gắn phu chà neo. Rửa ra chút rửa ra về gắn phu chà neo. Đó. Cái gác chân ngang nè, gác chân ngang mọc tầng của RS nè, 250.000. Tại sao nó mắc hơn mấy kia? Cái này nó không bị quát nè ha. Chỗ này không bị quát. Cái này có miếng sắt đỡ rất là cứng chắc của RS là cứng chắc lắm. Đó. Cứng chắc gắn quay ghim được, gác chân ngang mọc tầng của RS nè, gắn quay ghim bình thường. Cái chống này còn đẹp luôn, 250, có lò xo và con ốc này luôn. Đó. Tại vì nó GS nó sẽ cứng hơn quay A, người ta mua ta gắn vô quay A hoặc ta gắn vô quanh pha lốc trắng lốc đen á như ghim á. Ốc tán đẹp, máy ốc tán đẹp. Rồi đây máy. Cái máy này nó máy y như xe điện á. Thiệt tình bịch. Cái bô này nó bô này bán 200 nè, bô tăng quà nè, bô sáng đẹp nè, giờ anh em gắn GS. Thôi em bán cái bô này 180 luôn. Bán cái bô này 180 luôn nè, bô tăng quà. Nó tình trạng là bô nó nổ ở ngoài sau hơi lớn ráy ha. 180.000. Rồi bà con cô bác đồng hồ đồng bọng gì đâu nó lên bình thường. Nó đầu đèn pha với nhan này nè. Đầu đèn nhan nè, đầu đèn pha có chày với nhan nè. Còn hoạt động bình thường đầu đèn pha với nhan 150. Đó, dễ rồi. Cái máy thật là chắc luôn, cái máy im ru. Nguyên ghi.
kim nha. Dơ chưa rửa, xe mọc mà. Còn bộ áo nè, hiện tại là bộ áo ở đây nó gãy ở đây nè. Hiện tại bộ áo nó gãy đây, áo em bán 400.000. Bộ áo gãy đây và nó gãy cái đuôi vô này nè. Áo nó liền qua đây, nó gãy cái đuôi đây rồi nha. Thì hiện tại là trên xe đang bắt, đang chạy bình thường, cứng cắt à. Tháo ngoài trước thì nó gãy đây, nó còn phần móc bên trong tháo ra chắc chắn sẽ bởi. Báo 400.000 rồi, anh em muốn lấy gì đó anh lấy đó, hoặc là anh lấy, anh em về mình lấy gắn vô xe nhà mẫu về mình sườn, muốn lấy gì đó lấy. Rồi đèn pha bởi đây bán 400, anh em nào ví dụ mình về mình có que A đó, que A với GS đó nè, giờ mình gắn lên mình hàng gia cố lại bộ áo ghim nè, bán 400 mấy xe đi đồng đó. Xây xe lại Kiều ơi. Cái máy thì như xe điện nha. Hoàn chỉnh luôn. Rồi ghim giả đây. Rồi quay xe lại đây. Quay đầu lại. Cái gì? Rồi quay đầu lại giùm đi. Xe thì bình ắc quy này cũng xài tốt luôn nè. Xe này hổm dài người ta gửi về cho em là 4-5 ngày, nhưng mà khi mà dắt xuống là em đời một phát một nổ liền, là cái bình nó tốt đó. Cái bình ắc quy này nếu mà bán cho bà con luôn 70.000. Bình ắc quy chưa tháo ra chưa biết sao nha, nhưng mà mình ra bán là bình ắc quy 70 đó, bình ắc quy 70k nó. Và bà con giờ em đây cái gốc cạc đen nữa em gỡ ra ha, nó trên lên xe thì nó đẹp hơn, khi mình gỡ ra nó sẽ xấu hơn á. Cái cạc te bán 250 rồi gấp 350, còn gắt chân nhôm, cái gắt chân nhôm nè ở bên kia đẹp mà bên đây nó xấu hơn nè, bán 250. Đồng ổ khóa, ổ khóa trước ổ khóa sau 150 đó, nãy có báo á. Cặp lốc đẹp nha, lốc da bằng cá đẹp nha, tán nó đẹp luôn. Con máy này gửi ra đẹp lắm nha. Dưới cái mâm này gửi ra đẹp lắm. Mâm là ba mâm vỏ ruột trước sau dày cui luôn á. Mâm và má đùm 2.9 nha, giờ gắn neo kim nha. Mâm rỡ rất xanh. Đó. Quay cái thùng xăng lớn cho bà con nè, cái thùng xăng lớn là em bán 250, còn cái nắp xăng là em bán 70k. Đó, còn bó ốc là sáng tinh nè. Bó ốc này giờ bà con gắn vô xe neo nó sẽ vừa xe neo á. Ốc cốt trước sau vừa xe neo đó. Đây, có con ốc cạc te bị xét nhưng mà ốc chân của nó là đẹp, nó cột đẹp nè ha. Ốc chân thì nói là bỏ ốc dàn chân này bán 400 á, cút trước cút sau ốc cạc te rồi đó, cục canh ống chỉ rồi bán 400 á, bỏ ốc chân ghê vô ốc chân 400. Máy ác ồn không kêu một tiếng gì luôn. Rồi như vậy đó bà con cô bác nào mua thì tụi em sẽ tiến hành cho em gã. Còn áo thì bên đây lạnh lặn nè ha, có phai màu, có chạy chỗ, nhưng mà bên đây thôi có gãy cái đuôi đó nữa nha. Áo gãy cái đuôi đó, bán 400 mà gãy cái đuôi áo rồi đó nha. Nè chỗ này là không bể nè nha, không ở dưới này cũng bể nè. Bàn thờ bên đây chạy bể chỗ này. Mâm sơn green đẹp, chạy chỗ ít. Đó. Cục máy chưa rửa chưa vệ sinh, nước da đẹp luôn. Cái gầm tiền nổ như đạn không? Máy không kêu không gõ nha bà con ha. Ok nha. Rồi clip này phân thay xe thịt thì ai mua về bán đó. Rồi xin báo lại cái giá để cho bà con tham khảo một cái, thì em sẽ tắt clip nha. Cái nắp xăng, nắp xăng 70, áo 400, cái mâm mâm má đùm vỏ ruột 2.9, cái máy 5.7, gác chân nhôm 100, gác chân nhôm 2, gác chân nhôm 250 sửa là 200 nha, gác chân nhôm 200, cái bồn 180.000, thùng xăng lớn 250 không có nắp xăng nha, ghi đông công tăng 200, bao gồm gù và cốt gù á. Rồi phục trước 450, phục sau 300, ổ khóa 150, cây yên cộng cái thùng nguyên luôn là 250, cản sau 100.000, cản sau có chạy,
combo heo giò 1 triệu, cái sườn 500, cái sườn có 500 mà nha. Cái đồng hồ 250, còn hoạt động bình thường. Đầu đèn nha, đầu đèn pha với hai cái nha, 150. Cái đuôi đèn lái 150. Kiến hậu mới 50.000. Cái gấp kiến hậu 22 cây đó nha. Cái gấp 350, cặp te 250. Cái đĩa với 4 con ốc đĩa 300, gác chân ngang 1 tầng 250. Cần số vò đạp 120.000. Cái bình bình ắc quy 70.000, bộ ốc dàn chân 400. Rồi, cảm ơn bà con đã xem clip của Vũ nha. Xin chào và hẹn gặp lại.